Rồi bây giờ cả gia đình đi về quê, đang tại bến tàu Cái Bè. Cho bà không đi với tôi. Ông nhớ chụp hình á, cũng ngồi lên trên. Cho hỏi ý kiến, đây là lần đầu hay lần thứ mấy chị về quê chồng chị? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả? Thôi nhảy đi, nhảy đi. Tăng. Is it first time you've been here? Okay, tell me what you want to say about Jason? Mom? Smile. You want to say something? Tài công đẹp trai đó nha. Đừng có lấy cái tay ra nha. Đừng. Tàu đụng là đụng gắn chứ không phải đụng nháy đâu. Sông nước quê hương hữu tình. Chưa đổ. Chưa đổ. Đăng.